Thì bây giờ nếu mình không tu, không tu thì thân rã hồn rơi, có tu thân cũng rã mà hồn ngồi tòa sen. Ồ hay quá, vậy xin chào bác tay. Hoặc là có câu cổ đức cho biết là thiên niên khô thọ khai quay dị, nhất thất nhân thân dạng kiếp năng. Nghĩa là thiên niên là ngàn năm đó. Cây khô mà trổ qua, cây khô mà trổ qua sao được đây nghĩa? Dạ, mà khó, thầy mà các cổ đức mới là cây khô trổ qua có thể được đó chú sáu. Bị hiện thiên niên khô thọ khai qua dị, khô thọ là cây khô đó, khai qua dị là trổ hoa, cây khô mà trổ hoa. Vậy thì thiên niên khô thọ khai qua dị, nhất thất, nhất là một, thất là mất, nhân thân là kiếp người, vạn kiếp nan, nghĩa là cây khô trổ qua ngàn năm mà có thể được. Nhất thất nhân thân vạn kiếp nan, nghĩa là một kiếp để mất thân người thì muôn kiếp khó tầm. Vậy thì để trả lời đúc kết lại cái câu của Châu Phú hỏi, vậy thì khi cô mất như vậy thì có được gì không? Thì cũng được, nhưng mà nó rất là mong manh. Bởi vì thầy ngay trong lúc này như vậy thì thầy mới kêu gọi mình đó, ráng tu để mà chết đó đệ nghĩa. Dạ. Ráng tu để mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Vậy thì ở đây thầy muốn kêu gọi chúng ta phải giác ngộ trước khi bỏ xác này. Hay hoặc là trong một đoạn các ngài trong kinh Đức Phật có cho biết chú xem, là chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại, nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư. Mà trong cái xác gỗ mục hư này nó có tánh thanh tịnh chân như, niết bàn vô sanh diệt. Kính bạch với cô, thì lúc nãy con nghe cô nhắc là có cái cô đó cổ quay đầu, cổ về núi Cấm này mua một miếng đất và cổ chưa làm được cái nơi mà để cổ tu đó, thì cô đó lại qua đời. Như vậy cô đó trong cái lúc mà cái tâm phóng về, quay đầu về cái hướng Phật pháp tu gì đó, cô ấy mất như vậy, cô ấy có được là cứu vớt không cô? Theo mà con nghĩ quay đầu, cái lúc mình quay đầu rồi mà mình mất gì đó cô, có kịp không cô? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa huynh đệ, kính thưa chú Sáu và toàn thể chú quý đồng đạo kính mến, thì cái câu chuyện của đệ hỏi chị Mỹ Lan đó, thì chị Mỹ Lan còn nhớ cái câu chuyện hồi xưa của Bác Ba Ngà với Bác Hai Quê. Cái lúc mà năm 1939 thì thầy mới mở đạo, thì năm 40 thì lúc đó là người nhà đuôi cuộc pháp, bây giờ thầy lên đường Lê Pheo đó. Thì lúc đó là quý vị biết đâu. Dạ, cô cứ nói. Dạ. Quý vị biết thì lúc đó thì thầy đang ở trên đường đó, thì đường rất là khó khăn, huynh đệ mình muốn nhớ thầy thì khó lên thăm lắm. Thì để Châu Phú hỏi cái cô mà Hồng mà mất vừa rồi đó, thì mới tu mà mất như vậy có được gì không? Thì thay thế cái lời này bằng cái câu chuyện của Đức Thầy. Thì quý vị biết thì lúc mà ông Hai Quê đó, có ông chú Ba Ngà, có gian ông Hai Quê bơi bằng cái chiếc ghe lên tới trên đường Lê Pheo ở Sài Gòn đó. Thì lúc đó thì ông Bắc Ba Ngà mới vô nói, dạ thưa thầy, con xin thầy cho con ở lại đây để tu. Thì thầy mới nói với mà Bác Ba Ngà, nói thôi bây giờ tôi cho ông 7 đồng bạc nè, về nhà sau hè cất cốc mà tu. Thành ra thì trong lúc đó thì Bác Ba Ngà mới nói với Bác Hai Quê là con có gian ghe của bác của Hai Quê, thì con đâu có cần tiền gì đâu mà thầy cho con tiền và con không lấy. Thì thầy mới là tôi cho tiền ông thì ông cứ nhận đi, rồi sau này ông sẽ biết. Thì cái ngầm ý rằng là Đức Thầy muốn nhắn gửi với ông Ba Ngà là tức ra là còn 7 ngày nữa. Còn 7 ngày nữa là ông đó mất. Thành ra về tới Bến Đình hả nghĩa? Dạ đúng rồi. Về tới Bến Đình thì 6 ngày rồi. Thì còn 1 ngày nữa thì gia đình của bác Ba Ngà mới ra rước bác Ngà về, thì về tới nhà là đúng 7 ngày thì bác Ba Ngà mất. Thì bác Hai Quê mới tức quá, mới chạy mới ghe chèo ghe lên trên Sài Gòn để hỏi lại á Châu Phú. Dạ. Hỏi lại vậy chứ, dạ thưa thầy, ông Ba Ngà mới giác ngộ tu tập như vậy, vậy thì có được gì không thầy? Thì thầy mới trả lời thì cũng được, nhưng mà cái lối tu của Ba Ngà là lối tu quanh. Thì bác Hai Quê mới hỏi vậy chứ thưa thầy, thế nào là lối tu tắc? Thì thầy mới trả lời với bác Hai Quê là còn thân xác này, tức là còn thân xác này chúng ta có thể lập công bồi đức á chú sáu, có thể nuôi cha dưỡng mẹ, có thể làm hết các việc từ thiện, chúng ta sẽ cúng dường, làm hết tất cả những việc gì mà Phật từ thiện cách nào dạy ta, ta phải từ thiện cách nấy. Rồi Phật tu hành cách nào đắc đạo dạy ta, ta phải tu hành theo cách nấy. Vậy thì Đức Thầy tóm kết lại một câu là còn thân xác này thì tu hành rất là mau. Đây là cái lối tu tắc.
Còn rồi. Mà cái hồn giống như là Châu Phú hỏi vậy đó, thì nếu chúng mất ta thân này rồi, mất cái thân này rồi thì rất là khó tu. Thế nên Đức Thầy mới cho biết trong một đoạn là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Pháp nan văn. Đó. Hoặc là có câu cổ đức cho biết là thiên niên khô thọ khai quay dị, nhất thất nhân thân vàng kiếp nan. Nghĩa là thiên niên là ngàn năm đó. Cây khô mà trổ qua, cây khô mà trổ qua sao được đây nghĩa? Dạ. Mà thầy mà vô các cùng. Cổ đức mới là cây khô trổ qua có thể được đó chú sao? Bị hiện thiên thiên niên khô thọ khai quay dị, khô thọ là cây khô đó, khai quay dị là trổ hoa, cây khô mà trổ hoa. Vậy thì thiên niên khô thọ khai quay dị, nhất thất, nhất là một, thất là mất, nhân thân là kiếp người, vạn kiếp nan, nghĩa là cây khô trổ qua ngàn năm mà có thể được. Nhất thất nhân thân vạn kiếp nan, nghĩa là một kiếp để mất thân người thì muôn kiếp khó tầm. Vậy thì để trả lời đúc kết lại cái câu của Châu Phú hỏi, vậy thì khi cô mất như vậy thì có được gì không? Thì cũng được, nhưng mà nó rất là mong manh. Bởi vì thầy ngay trong lúc này như vậy thì thầy mới kêu gọi mình đó, ráng tu để mà chết, đây nghĩa. Dạ. Ráng tu để mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Vậy thì ở đây thầy muốn kêu gọi chúng ta phải giác ngộ trước khi bỏ xác này. Hay hoặc là trong một đoạn các ngài trong kinh Đức Phật có cho biết chú xem, là chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại, nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư. Mà trong cái xác gỗ mục hư này nó có tánh thanh tịnh chân như, niết bàn vô sanh diệt. Vậy thì ở địa ngục, các thầy Đức Thầy cho biết nè, Diêm Phù Chân Chúa cũng chọn người tu nữa chú sáu, hành phạt ác hung chốn cửa tù, tiếp nghinh. Nếu mình có tu tập như quý vị, Đức Thầy nói là Diêm Phù Chân Chúa cũng chọn người tu mình nè, rồi hành phạt ác hung chốn cửa tù, rồi những người tu mình được nè, tiếp nghinh những kẻ lòng nhân đức, thấy không? Hỡi bớ dương trần hãy ráng tu. Vậy thì tu hành chẳng tốn tiền xu mà sao thoát khỏi ao tù thế gian. Hay quý quá. Vị thấy không, cái hay à. Lúc nào cũng sự tu mình là được các ngài đặt để trên hàng đầu. Vậy thì để trả lời Mỹ Lan thì hiểu sao nói vậy, cái trình độ và mình học hỏi không có được cao, xin quý vị quan hỷ Mỹ Lan hiểu tới đâu thì trình bày tới đó, để mong làm sao mình nương vào đây để mình tu tập cho chính mình, và để nhắc nhở cho vinh đệ cùng nghe, để sách tấn lẫn nhau. Chứ Mỹ Lan không dám là mình để thuyết pháp cho anh nghe. Dạ đúng rồi, mình mà thật sự là mình chỉ muốn cho chia mình sẻ, chia sẻ cho dạ, mình để nghe mình thôi. Hiểu giống như Châu Phú hỏi là cô Lan tu và hiểu như thế nào, cô Lan sẽ nói trả lời như thế đấy. Đúng thì rồi. Kính thưa toàn thể chứ quý vị, thì đây là cái câu trả lời mà Đức Thầy kêu gọi chúng ta thống thiết nên cố gắng tu trước khi bỏ sắc. Yeah. Hay quá. Kết thúc là một con trước khi bỏ sắc. Bây giờ vậy thì Nghĩa cũng xin bổ sung cái câu chị Mỹ Lan trả lời cái câu của ông Hai Quê dặn ba ngàn rất là hay. Thì Nghĩa đọc mẫu chuyện này mà cảm thấy thấm thía vô cùng luôn. Tại sao mà các vị Bồ Tát hay Đức Phật, Đức Thầy khuyên mình tu trước khi bỏ sắc? Các bạn biết cái xung quanh này ông bà tổ tiên của quyền mình đã tuy là mất rồi nhưng mà cũng vẫn lo tu, vẫn hành. Tất cả tôi biết rằng các vị cũng đang ngồi nghe ở đây, có thể là ông bà tổ tiên cửu quyền trăm họ mình vẫn đang ngồi đây lắng nghe đó. Nhưng mà Đức Phật hay là các vị Bồ Tát, Đức Thầy, Ngài Thanh Sĩ cũng khuyên mình tu gấp gấp tu trước khi mình bỏ xác. Cái việc mà chúng ta còn thân xác này, chúng ta như chị Lan nói nãy đó, mình có cơ duyên để lập công bồi đức, làm thiện làm lành, hành đạo. Hành đạo có thể ba la mật cũng được, tại vì còn thân xác này rất là dễ cho chúng ta. Còn khi chúng ta mất thân xác này rồi, chúng ta vẫn tu, nhưng mà cái tu đó chỉ lợi ích cho mình không, mà không có tạo được vô vàn phước báo cho chúng sinh, và khó có cơ hội lập công bồi đức như chúng ta còn sống. Cho nên tôi nghĩ rằng cái câu trả lời chú Sen làm cho mình nhắc lại một chuyện bên thầy rất là thấm thía. Cho nên mình khuyên á, như Đức Phật dạy đó, một ngày sống trong cõi ta bà này mà gặp được chánh pháp còn quý hơn một người sống 100 năm mà không gặp chánh pháp. Cho nên hôm nay chúng ta còn thân xác, dầu chúng ta lớn tuổi hay là già đi nữa, chúng ta vẫn có cơ hội. Chúng ta có cơ hội rất nhiều để chúng ta đặt niềm tin vào chánh pháp, và chúng ta có thể tham lìa những cái tham ái, sân si, phiền não, dục vọng của thế gian. Chúng ta có thể làm được điều đó.
chúng ta có thể chứng đắc được như các vị mà. Đức Phật đã từng nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta cứ tự tin và chúng ta có niềm tin và chúng ta có thể tu đúng cách, đúng phương pháp, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Chứ đợi khi chúng ta bỏ thân xác này, chúng ta muốn tu thì cái sự tu đó rất là chậm. Như chị Lan nói nãy là mình thấy rất là tâm đắc cái chỗ là cái chỗ mình đã mất cái thân xác này rồi, muốn tu, muốn tập gì đó thì cái sự lập công bồi đức, sự tiến bộ, tiến hóa về tâm linh nó rất là chậm. Đó. Và Thiện Nghĩa xin nhắc lại cho quý vị nghe một chuyện này rất là hay. Như Châu Phú vừa hỏi là cái người mà phát cái đại nguyện trước khi chết như vậy có lợi ích gì không và có được vãng sanh hay không? Thì Thiện Nghĩa xin kể cho quý vị nghe một chuyện này rất là thú vị, là thời Đức Phật còn tại thế đó quý vị. Thì một hôm đó có một con rắn mãng xà, gọi là mãng xà nhân đó, thì nó rất là độc ác. Nó đi tới đâu nó muốn phá làng, phá xóm, nó ăn thịt người, nó phá phách trăm bề trăm thứ. Nhưng mà nó có một cái túc duyên với Phật rất là sâu. Một hôm đó thì nó sắp chết quý vị. Nó sắp chết rồi thì nó Đức Phật quán chiếu thấy là con mãng xà này có nhiều đời có duyên sót lại với Đức Phật. Cho nên Đức Phật đi ngang, kinh hành đi ngang qua, thì con mãng xà nhân này nó tự nhiên nó biết nó sắp chết rồi, và nó trong cái quá khứ của nó có sự tu tập, nó còn động lại. Cho nên trong lòng nó cứ hướng nhìn về Đức Phật, nó nhìn chăm chú vào Đức Phật. Và trong lúc nó chiêm ngưỡng Đức Phật đó thì những cái tham dục, sân hận, phiền não chất chứa trong lòng nó hầu như nó biến mất hết rồi. Nó toàn bộ năng lượng của nó hầu như nó chỉ nhớ đến cái dáng vẻ phi thường của Đức Phật, cái lòng từ bi vô lượng của Đức Phật và trí tuệ của Đức Phật. Nó ngưỡng mộ đến nỗi mà nó nhìn hoài Đức Phật đi rất là xa, nhưng mà con mãng xà này vẫn nhìn theo, nhìn mãi cho đến Đức Phật đi khuất rồi thì nó mới nhắm mắt. Thì lúc đó có một vị đệ tử Đức Phật hỏi, nếu con mãng xà này có cái tính tâm như vậy thì nó có được phước báo gì không? Thì Đức Phật trả lời là nó được cái phước báo rất lớn. Nếu con mãng xà này mà nó chịu giác ngộ trước khi nó mất mà gặp Đức Phật thì phước báo nó còn lớn không biết bao nhiêu lần như vậy nữa. Nhưng mà cái sự chiêm ngưỡng lần cuối cùng nó cũng được sanh thiên nhờ gặp một vị chánh đẳng chánh giác. Mà không phải ai cũng có hữu duyên gặp như vậy. Con mãng xà này cũng còn cái phước báo, cho nên nó cũng được hưởng cái phước báo trong cái lúc mà tận cận tử nghiệp cuối cùng của nó. Nó được cái phước báo như Đức Phật nói là nếu mà nó giác ngộ trước khi mà nhắm mắt đó thì phước báo còn tăng lên gấp bao nhiêu lần nữa. Đó, điều đó chứng tỏ rằng cái lúc mà mình bỏ xác thân này thì cái chuyện mà mình lập công bồi đức rất khó. Phải không chị Lan? Rất là khó. Cho nên hôm nay chúng ta cũng gặp vị giác ngộ, một vị mà siêu phàm như Đức Thầy và Ngài Thanh Sĩ đã để lại một cái pháp bảo vô giá, mà chúng ta không có gìn giữ, không có trân trọng, không có nương theo đó để đi thì tôi nghĩ rằng chúng ta rất là kém duyên, hay chị Lan? Phải không? Rất là kém duyên, kém phước. Thì hôm nay chúng ta ngồi đây mà nói về pháp của Phật, của Thầy thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có túc duyên rất là nhiều đời rồi. Hả quý vị? Túc duyên rất là sâu ha. Phật thì qua cái câu chuyện mà giữa chị Lan cũng giống như đồng đạo Thiện Nghĩa nói, thì hồi nãy bốn cái câu mà Trúc Sen đọc đó là Phật tử đó, thì nó cũng rất là phù hợp với trong cái câu là mình ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần đó. Thì nếu như mà mình còn sống, mình có thể lập công bồi đức, mình có thể đi đó đi đây để mà mình làm được nhiều việc vừa tốt cho đời và vừa đẹp cho đạo. Còn khi một khi mình đã mất đi rồi, cái xác thân mình đã mất đi rồi, cái phần linh hồn của mình đó, cái sự tu tập nó rất là khó, và mình muốn là hành thiện tích đức thì không có cái cơ hội, bởi vì mình không có cái xác thân này để mà mình làm việc. Thì Nghĩa bổ sung cái bốn câu của Trúc Sen rất là hay nha. Tiếp theo là bốn câu của Trúc Sen là Ngài Thanh Sĩ nói là Phật tử quyết về cõi Phật, ngày đêm lo tự giác giác tha, độ mình và độ người ta, con đường giải thoát ấy là mục tiêu. Hả quý vị? Rất là tuyệt vời hả quý vị? Con đường giải thoát ấy là mục tiêu. Mặc dù chúng ta hành đạo Bồ Tát đạo gì đó cũng được, nói chung là trong ta bà này chúng ta làm vô vàn điều phước báo, nhưng
con đường giải thoát vẫn là đặt trọng tâm, và con đường đó là mục tiêu lớn nhất mà Đức Phật thị hiện trong cõi Ta Bà này, cũng vì sự giải thoát của chúng sinh, cái sự rất là trọng đại. Mà hôm nay Đức Thầy dạy như vậy, Ngài Thanh Sĩ cũng nhắc lại cái việc sanh tử này vô thường mỏng manh, và chỉ có sự giải thoát là cao cả nhất, quý báu nhất. Giống như là chúng ta đang ra khỏi nhà lửa thì chúng ta có quyền để cứu những người đang bị kẹt trong đám lửa. Còn nếu chúng ta đang trong đám lửa như mọi người thì chúng ta không thể cứu ai được, và cả tính mạng chúng ta cũng bị đe dọa. Cho nên các ngài muốn chúng ta phải thoát khỏi cái sinh tử luân hồi, chúng ta mới có làm việc đại sự được, mới làm được cái chuyện lớn lớn lao. Còn hiện bây giờ chúng ta làm giống như làm thủ công thôi quý vị, làm với cái sức từ bi của mình, là mình đem công sức mình làm nó rất là nhỏ nhặt. Còn các vị mà có trí tuệ, các ngài thoát ra khỏi sinh tử luân hồi này thì ngài có quyền châu du khắp bốn biển thiên hạ, khắp thế giới đại đồng để làm cái hạnh Bồ Tát. Cho nên Thiện Nghĩa nhắc nhở tất cả chúng ta còn thân xác này thì chúng ta cố gắng vừa hành đạo, vừa tu phước, vừa tu huệ song song với nhau thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ viên mãn, hả chị Lan? Dạ. Yeah. Cô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì vừa rồi chúng ta cũng rất hân hạnh được chị Mỹ Lan cũng như chị Trúc Sen cũng chia sẻ về cái sự vô thường chết chóc. Mà gần đây nhất là quý vị thấy rồi, sự chết chóc của đồng đạo mình, tất cả những huynh đệ gọi là theo Thiện Nghĩa nghĩ cũng là cao tăng đó quý vị, cũng là đóng góp rất là nhiều cái điều lợi ích cho chúng sanh, như huynh Hai Lùng, mà chú Sáu Khỏi, chú Sáu Hạ, rồi gần đây như Phi Nhung hay là Thanh Kim Huệ, những người mà gọi là cây đa cây đề không đó quý vị, thì cũng đã ra đi. Thì đó là một cái sự vô thường quá mỏng manh, sự sống chết quá mỏng manh mà chị Lan vừa nhắc lại trong cái đoạn của Ngài Thanh Sĩ. Thì Nghĩa nghĩ rằng nếu mà nói vô thường thì nói hoài chắc cũng không hết hả chị Lan? Cho nên thì chắc chắn là mình có thể tóm tắt ngắn gọn theo chị Lan nghĩ, thì cái chỗ mà chị Lan nhận ra trong tác phẩm của Ngài Thanh Sĩ Lời Vàng Trong Mộng đó, hay là của Sấm Vàng Đức Thầy, thì chị Lan vừa đọc thì Thiện Nghĩa cảm thấy như là mình phải tinh tấn hơn nữa. Và Thiện Nghĩa nghĩ rằng tất cả chúng ta nghe qua thì chắc chắn là mọi người chúng ta cũng suy gẫm như thế nào để mình tiến bộ hơn trong cái kiếp sống nhân sinh này. Thì chị Lan có thể tóm tắt ngắn gọn, hay chị Sen có thể tóm tắt cái sự vô thường như thế nào để mọi người chúng ta, nhắc nhở chúng ta mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, chị Lan? Chị Sen nói trước đi. Rồi, ai nói cũng được. Thôi em tính mời chị đi. Chị Lan nói trước đi, chị Lan nói trước đi. Chị Lan thì cũng có nhiều cái, nếu nói thì chắc chị Lan cũng nhiều lắm, nhưng mà thôi mình rút ngắn lại đi cho khán giả dễ nắm bắt. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý đồng đạo, kính thưa toàn thể quý cô bác, thì thực sự thì mình tóm kết lại thì tất cả như nãy giờ mình đọc rất là nhiều, kiếp sống mong manh quá rồi thì mình nói cũng không có cho cũng cùng nữa chứ sao. Nghĩa là mình nói hoài thì các ngài đã thống thiết kêu gọi mấy mươi năm nay rồi đó, mà các ngài để cho mình có cái cơ hội để mình tu tập, mà các ngài đó là tiêu diệt từ năm Bính Tý đó. Đến năm nay hao hết đã nhiều rồi. Hao hết đã nhiều rồi. Các ngoại bang nữa. Các ngoại bang đà nhuộm máu điều hồi xưa mà mình đọc nhiều lắm quý vị. Mình đọc mấy mươi năm nay rồi mà mình không có hiểu nhiều. Đọc không có hiểu. Bây giờ mình có thời gian lắng lòng. Giống như nó có một cái đoạn đó là tranh đời mỗi một lần bôi, cỏ cây đều sạch, thú người đều tiêu. Cái tranh cuộc đời mình giống như bức tranh vậy đó. Mà khi mình muốn vẽ một bức tranh khác thì bức tranh này phải xóa hết. Hay không chú sao? Phải xóa hết mình mới vẽ bức tranh khác được. Thì ở đây nói cái ý vậy thì quý vị cũng sẽ tự hiểu được rồi. Vậy thì cái thời kỳ này là kiếp sống con người mình thì nãy giờ cũng nói rất là nhiều rồi, nó quá mong manh rồi. Thì tóm kết lại thôi, thì nếu như trong giai đoạn này ai có duyên với Phật Pháp thì nỗ lực tu đi quý vị ơi. Còn nếu như ai đã có tu rồi thì các huynh đệ mình nên cố gắng tinh tấn thêm, tiến lên nữa. Để chi? Để một ngày nào đó khi chúng ta bỏ sân thầy thì mình có về một cái nơi an dưỡng để học đạo hoàn toàn, đặng còn trở lại cứu giúp chúng sinh nữa. Thì bây giờ nếu mình không tu thì thân rã hồn rơi, có tu thân cũng rã mà hồn ngồi tò sen. Ồ hay quá vậy, xin chào bác tay. Giống như Đức Thầy nói chị Lan, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Cho nên thì mình nghĩ rằng mình có trồng thì có hưởng, mình có niệm Phật thì mình có gặt cái quả lành.
Cho nên mình cũng khuyên tất cả chúng ta tinh tấn ngay bây giờ nha quý vị, không còn chờ đợi, không có thời gian hẹn lần hẹn lửa nữa nha. Trước đây chúng ta cũng hẹn hoài, mà bây giờ qua Covid này thì mình thấy là chúng ta đừng nên hẹn nữa. Chúng ta sẽ mất cơ hội này ngàn năm một thở ha, không có cơ hội để chúng ta làm lại đâu. Cho nên thì mình khuyên tất cả chúng ta phải tinh tấn dũng mãnh. Khi nghe chị Lan đọc cái đoạn nãy thì quý vị nên lắng lòng, chiêm nghiệm để mình ôn lại sách tấn lẫn nhau trên bước đường đi chúng ta. Thì giống như Đức Thầy nói là vì ước trăm họ nhà mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàn. Thì Nghĩa nghĩ rằng cầu nguyện cho tất cả chúng ta một ngày chung cuộc thì sẽ bay về cực lạc một đàn. Chắc vui lắm hả chị Lan ha? Dạ. Mô Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.